Xin chào 500 anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của NTG Gaming. Nếu như mà các bạn biết đến bộ phim Đấu La Đại Lục hay là bộ truyện Đấu La Đại Lục của tác giả Đường Gia Tam Thiếu thì chắc hẳn cái tên Bỉ Bỉ Đông đã quá quen thuộc với các bạn rồi. Đúng vậy, Bỉ Bỉ Đông không còn quá xa lạ. Cô là giáo hoàng tối cao của Vũ Hồn Điện. Bỉ Bỉ Đông là một người phụ nữ xinh đẹp, tuổi ngoài 50. Mặc dù không còn trẻ nữa nhưng ngoại hình lại là một người phụ nữ tầm 30 tuổi. Nổi bật với làn da trắng, vóc dáng hoàn hảo với một khí chất cao thượng, quý phái. Trang phục của cô là bộ áo choàng sang trọng, viền màu vàng, đeo một chiếc vương miện màu vàng tím trên đầu. Trong tay cầm cái trượng dài hơn 2 mét, được khảm vô số đá quý. Bỉ Bỉ Đông là người lý tưởng đối với các độc giả nam. Bỉ Bỉ Đông chính là boss cuối, cũng là người mạnh nhất đối với Đường Tam. Tính cách thì vô cùng tàn nhẫn, thông minh và tính toán, thường có ác cảm với những người xúc phạm mình. Trong lịch sử Đấu La Đại Lục, Bỉ Bỉ Đông chính là người thứ hai có võ hồn song sinh, từng hạ sát một vị thần, là người trẻ nhất đạt tới danh hiệu phong hào Đấu La và đạt cấp 99. Mặc dù là nhân vật phản diện, nhưng cô cũng có một cuộc đời để theo đuổi. Những câu chuyện đầy nước mắt, một đoạn tình cảm với lão sư Ngọc Tiểu Cương của Đường Tam. Hai người họ có tình cảm nhưng giáo hoàng không đồng ý. Để ngăn chặn, giáo hoàng Thiên Tầm Tật không chỉ cưỡng hiếp mà còn làm nhục, sau đó làng mang thai và sinh ra Thiên Nhận Tuyết. Cũng vì chuyện đó mà sự hận thù trong lòng Bỉ Bỉ Đông càng thêm nhiều. Thực lực của làng dần dần lớn mạnh, mục đích duy nhất chính là giết chết giáo hoàng và chiếm lại người yêu. Mặc dù giáo hoàng Thiên Tầm Tật đã bị làng giết, nhưng mà trong lòng đã sinh tâm ma và phải sống với nỗi đau khổ suốt đời. Sau cái chết của giáo hoàng tối cao, làng liền trở thành giáo hoàng trẻ nhất. Vũ Hồn Điện cũng vì sự kiên quyết và tàn nhẫn của nàng nên đã phát triển lên một tầm cao mới. Cái tên Bỉ Bỉ Đông trở thành một giáo hoàng tối cao đáng gờm nhất. Cảnh giới là vị thần 100 cấp, thần vị thần linh cấp 1 là sát thần. Vũ hồn của nàng chính là song sinh vũ hồn. Hai vũ hồn đều là vũ hồn Ma Chu, hồn thú Chu Hoàng Ma Chu là đế vương của hồn thú côn trùng. Hồn kỹ thứ nhất, thứ hai và thứ năm thì hiện tại chưa rõ. Hồn kỹ thứ ba, tử vong trù võng trói buộc. Hồn kỹ thứ tư, kim cức Chu Khải. Hồn kỹ thứ sáu, hấp huyết Chu Thích. Hồn kỹ thứ bảy, tử vong Chu Hoàng chân thân. Hồn kỹ thứ tám, Chu Hoàng phân thân. Hồn kỹ thứ chín, bất tử chi thân. Hồn kỹ thứ 10 thì mình không rõ. Vũ hồn thứ hai là phệ hồn Chu Hoàng. Trong này hồn kỹ thứ hai, thứ tư, thứ năm, thứ tám và thứ chín thì mình không rõ. Hồn kỹ thứ nhất Bán Nguyệt. Hồn kỹ thứ ba Ma Chu Triệu Hoán. Hồn kỹ thứ sáu Vĩnh Hằng Chi Sáng. Hồn kỹ thứ bảy phệ hồn Chu Hoàng phân thân. Hồn kỹ thứ 10 Không Gian Tê Liệt Chi Thâm Uyên Trảm. Hồn cốt là phụ hồn cốt bên ngoài Lục Xí Tử Quang Dực. Tinh thần miễn dịch đầu cốt. Tử vong Chu Hoàng tả hữu song tí cốt. Lĩnh vực tử vong lĩnh vực, sát thần lĩnh vực, la sát lĩnh vực, thần ký là la sát ma liêm, thần trang là la sát thần trang. Thần ký gồm có tử liên quang nhận, ma liên phi trảm, la sát tử quang, ma liêm giảo sát, ma liêm bộc phát, thân liên hợp nhất, la sát cửu liên, la sát chi chảo, oán tà ma liêm, oán tà ma sát. Trong trận chiến với Đường Tam, làng vượt qua giới hạn cấp 99 trở thành thần linh cấp 100. Tuy nhiên, thời khắc tối hậu, địch nhân thành thần. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc thì Đường Tam lại được công nhận truyền thừa từ Hải Thần và đã trở thành Hải Thần. Để rồi đánh bại Bỉ Bỉ Đông, trước khi chết làng nói rằng: ta giết nhiều người như vậy, cũng hại nhiều người như vậy, chết cũng đáng giá. Ta chỉ hận cái thế giới này, cho nên ta muốn trả thù nó. Ta muốn phá hủy Vũ Hồn Điện, phá hủy cái thế giới này, cũng phá hủy chính ta. Và rồi làng cũng dặn dò Liễu Nhị Long, cho dù là cưỡng gian đại sư cũng phải chân chính ở chung với hắn. Cuối cùng làng thỉnh cầu Đường Tam bỏ qua cho Thiên Nhận Tuyết cùng với Hồ Liệt Na. Bỉ Bỉ Đông thật sự là một người tàn nhẫn, nhưng trên thế giới này đối với nàng cũng quá bất công. Bỉ Bỉ Đông có thể nói là nhân vật nổi bật nhất trong toàn bộ tác phẩm, là một nhân vật phản diện tuyệt đối từ đầu đến cuối. Tất cả tình yêu, thù hận đều được giải thích, và rồi kết thúc của nàng thật sự là quá bi thảm. Vừa rồi là một vài thông tin về giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông ở trong tác phẩm Đấu La Đại Lục của tác giả Đường Gia Tam Thiếu. Các bạn thấy video này thế nào? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên để lại một like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho NTG nhé. Cuối cùng thì NTG xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và chắc chắn là sẽ xin phép được hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo rồi.